Nếu mà mẹ muốn uống nước thì cứ gọi con nhé. Thôi, mẹ không muốn làm phiền con khi con đang làm việc. Con làm việc ở nhà để tiện chăm sóc mẹ mà. Mà mẹ nghe bác sĩ dặn gì chưa? Hôm trước bác sĩ bảo là mẹ phải cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào thì mới mong mau chóng phục hồi được. Ừ, con cứ dặn làm việc ít. Tình hình mẹ sao rồi em? Đã khá hơn chưa? Mẹ cứ cố gượng anh ạ. Mà như thế này em thấy không ổn lắm. Em đang tính là sẽ thuê hộ lý riêng. Chứ như thế này em cũng không tập trung làm việc được. Mà mẹ mình thì không thích phiền con cái. Anh cũng có ý này. Mà anh cũng quen một chỗ để gọi người ta xem thế nào. Nhưng phải tìm người phù hợp anh ạ. Mẹ mình là người dễ tính nên là em sợ. Em yên tâm. Lần trước bạn anh có kể là có quen một cô điều dưỡng chuyên chăm sóc người có tuổi, rất có kinh nghiệm, không sợ làm phật ý mẹ đâu. Chỗ người quen thì tốt anh ạ. Thì việc này em giao cho anh nhé. Em không phải lo, sức khỏe của mẹ là trên hết cơ mà. À, mà anh đi nấu cơm đi, việc hôm nay em còn chưa xong nữa. Thôi được rồi, em cứ làm việc đi, cơm nước để anh lo cho. Anh là anh Thắng ạ. Cô là Trinh đúng không? Vâng. Cô vào nhà đi. Vâng ạ. Cô ngồi xuống đi. Vâng ạ. Anh ơi, em có việc phải đi ra ngoài trước. Có gì anh cứ trao đổi với cô ấy nhé. Chị có việc bận, em thông cảm. Có gì anh Thắng sẽ hướng dẫn em thì cần làm nhé. Vâng, em là chị ạ. Chị đấy là... Vợ tôi đấy. Ui, nhìn anh trẻ thế này mà đã có vợ rồi ạ? Bọn tôi mới cưới thôi. Vâng. Như đã trao đổi từ trước nhá, mẹ tôi đang bị bệnh nên là việc đi lại khó khăn. Chúng tôi cần người chăm sóc bà. Nói là chăm sóc thế thôi, thực ra là cần người bầu bạn với bà. Công việc cũng không có gì nhiều đâu. Vâng, em hiểu mà. Đấy là nghề của em nên là em biết điều gì là quan trọng nhất. Thực ra các bác có tuổi rồi nên là nhiều khi muốn có bạn ở bên cạnh để có thể dãi về tâm sự. Thế thì tôi tìm đúng người rồi nhỉ? Mẹ tôi ở trong phòng kia kìa. Nhà cửa tuy rộng rãi thế này thôi, chứ có được mấy người đâu. Vợ chồng tôi đi làm suốt nên là cũng không có thời gian nhiều cho bà. Vâng, anh chị cứ yên tâm đi làm đi. Bác ở nhà thì có em lo rồi. Vậy thì bao giờ cô đi làm được nhỉ? À, hôm nay thì em sẽ ở đây làm quen với bác trước. Rồi ngày mai thì em sẽ bắt đầu đến đây đi làm ạ. Thế cũng được. Vậy bây giờ tôi đi làm, cô ở lại với mẹ tôi nhé. Vâng, vậy anh đi đi. Đẹp trai, lại có cơ ngơi to như thế này. Nếu mà rơi vào tay mình thì đúng là không còn gì để nói. Chị có chút việc bận, phải đi công tác mấy ngày. Đây, đây là tiền công của em. Với lại em lấy một khoản để mua đồ chi tiêu cho mẹ chị. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị đúng là cô con dâu tốt nhất mà em từng gặp luôn ý. Vừa giỏi kiếm tiền mà lại còn biết chăm lo vun vén cho gia đình nữa. Mẹ chồng thì đang bị bệnh như thế, chị thì lại bận trăm công nghìn việc, thế mà vẫn lo cho bác từng ly từng tí. Tại vì mọi người đều đối xử tốt với chị mà. Thực ra thì cũng không tốt lắm đâu chị ạ. Em kể với chị chuyện này, nhưng mà chị đừng nói lại với bác nhá, mà cũng đừng giữ trong lòng làm gì. Tại em thấy thương chị quá nên em mới kể thôi. Nhiều lúc em chăm sóc bác hay than vãn về chị lắm. Bác bảo là tiền nhiều để làm cái gì đâu, con thì không biết đẻ. Mà vợ chồng sống với nhau lâu như thế cũng chẳng thấy gì. Rồi còn nói cái gì mà suốt ngày quần quần son son, nhìn không đứng đắn. Mẹ chị nói như thế thật á? Vâng, bác nói nhiều lắm. Nhưng mà tại em thương chị nên bây giờ mới dám nói thôi. Thôi được rồi, anh cứ chăm sóc cho mẹ chị đi. Còn mọi chuyện để chị tự giải quyết. Vâng ạ, chị đi đi ạ. Thắng ơi. Thắng à, con đây ạ. Mẹ sao thế ạ? Con cho mẹ đi vệ sinh.
Quái lạ, sao dạo này mẹ đi vệ sinh nhiều thế nhở? Anh Thắng ơi, sao anh lại ngủ ở đây? Mà sao trông anh phờ phạc thế? Tối qua anh ngủ không được ngon giấc à? À, không hiểu sao dạo này mẹ anh hay đi tiểu đêm lắm. Đêm qua anh phải thức canh mà ngủ nên anh ngủ quên ở đây đấy. Thế á? Khổ thân anh, trông phờ phạc thế này thì làm sao mà có sức đi làm nữa được. Hay là anh để em ở lại đây qua đêm đi, em chăm sóc bác cho. Chết, em sơ ý quá. Thế chắc cũng không được tiện nhỉ. Tại em thấy chị Linh cứ đi công tác suốt mà ở nhà chỉ có mỗi mình anh. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Tại em coi bác cũng như mẹ của mình vậy. Mà thôi, nếu mà anh thấy không thoải mái thì thôi ạ. À không, anh sợ em ở lại vất vả thôi. Nếu mà em ở lại được thì tốt quá. Anh sẽ sắp xếp thêm phòng cho em. Với cả là anh sẽ trả thêm tiền cho em. Ôi, anh khách sáo thế làm gì. Mình như người một nhà mà. Mẹ anh thì cũng như mẹ em thôi. Ở được qua đêm, tức là đặt được nửa bàn chân lên giường rồi. Con cá này sắp cắn câu rồi. Anh Thắng ơi, vào đây em nhờ một chút vậy ạ. Anh đây, có chuyện gì đấy? Chả là em làm rơi mất cái hoa tai, nhưng mà em tìm mãi không thấy. Em sợ là nó rơi ở dưới góc ghế này này. Mà cái ghế nặng quá em không bê ra được. Anh hỗ trợ em nhé. Để anh tìm. Anh tìm góc bên đấy nhé. Em có sao không? Em không sao ạ. Trời ơi, cái bà già chết dẫm này dám phá hoại việc của mình. Được, tôi phải cho bà chết đi mới được. Nhớ em quá. Ôi, em ơi, anh làm gì đấy? Ôi, tôi nhận nhầm người, xin lỗi cô ạ. Anh đi làm về rồi đấy à? Anh có mệt không? Uống cốc nước đi. Anh cảm ơn nhá. Nhưng mà Trinh này, em đến đây ấy, thì em chỉ cần chăm sóc mẹ anh thôi. Như thế là tròn nhiệm vụ rồi. Còn lại thì em không cần làm những việc như này đâu. Vâng ạ. Tại em thấy anh mang tiếng có vợ, nhưng mà việc gì cũng đến tay anh. Còn chị Linh ấy, suốt ngày rong chơi bên ngoài với đàn ông. Còn anh thì... Em nói thế là sao? Em... Thực ra em cũng không định nói đâu. Nhưng mà trước sau gì thì anh cũng biết. Em thấy chị Linh hay dây dưa với người đàn ông ngoài chợ ấy. Mấy lần em gặp rồi. Đây này, hôm nay em cũng gặp nữa. Em thấy hai người họ thân thiết lắm. Không biết là... Em đang ở đâu đấy? Ba ơi, ba uống thuốc đi ạ. Ba cảm ơn. Cứ để đây, tí nữa bác uống. À, hình như là bác nghe thấy tiếng anh Thắng về đúng không? Vâng, vừa nãy anh Thắng anh ấy về, nhưng mà lại tức tức đi đâu rồi ạ. Hình như là đi tìm chị Linh. Đi tìm chị Linh á? Có việc gì? À, anh Thắng anh ấy phát hiện ra chị Linh ngoại tình ạ. Cái gì? Ngoại tình á? Vâng. Có đúng thật thế không? Đúng ạ. Thời gian vừa rồi bác ở trên giường suốt nên là bác không biết thế thôi. Chị Linh ý, chị ở ngoài ghê gớm hơn cháu tưởng. Có lần á, cháu còn nghe thấy chị lẩm bẩm cái gì là bà già chết tiệt này cơ. Mà chị ý còn hay than vãn với cháu là tại vì bác ốm nên là phải mất một đống tiền để lo thuốc men chữa trị cho bác. Lại còn phải mất tiền để thuê oxy là cháu nữa. Có đúng nó nói như thế không? À, cháu nào dám nói dối bác ạ. Trước mặt thì chị diễn như thế, nhưng mà sau lưng ý, không khác gì con rắn độc đâu. Đúng là đã lộ rõ bản chất. Ghê gớm thật đấy. Bác ơi,
cháu nói cho bác biết thế thôi. Nhưng mà bác đừng có tức giận nhá, không lại hại đến sức khỏe đấy ạ. À, bác uống thuốc đi ạ. Được rồi, cứ để đấy tí bác uống. À, cháu gọt cho bác đi hoa quả nhá. Vì uống cái thuốc này xong, bác thấy hơi cổ lắm. Chết đấy, cháu sơ ý quá. Thế bác chờ cháu một lát nhá. Ừ. Anh đã chuyển hết số ảnh thân mật đấy vào số điện thoại kia chưa? Em yên tâm, mọi chuyện anh làm xong hết rồi. Số điện thoại đó, có gọi điện lại hỏi anh mà. Chắc chắn anh đã làm xong rồi. Được, lát tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Anh Linh đâu hả em? Anh vẫn chưa tìm thấy chị ấy ạ? Chưa, Linh bảo anh về nhà để nói chuyện mà. Có gì thì anh cứ bình tĩnh đã, có em ở đây rồi. Cháu ơi. Ờ. Ký ở chỗ nào? Ở trên hay ở dưới? Mẹ đi lại được rồi ạ? Dưới chuyển nhượng tài sản là sao ạ? Thì Trinh bảo mẹ ký nhưng mà mẹ không biết ký ở chỗ nào. À, tại vì là em thấy bác ở một chỗ em sợ bác buồn, nên là em mới nghĩ ra một cái gì đấy để cho bác biết lách, cho bác nguy quả anh ạ. Cô thông minh thật đấy. Cô nhớ được cả ngày tháng năm sinh của tôi. Thì lần trước bác có kể cho cháu nghe, cháu vẫn nhớ rõ mà. Sao cô sốt sắng thế? Cô bất ngờ lắm ạ. Cô thì ít tuổi, nhưng thủ đoạn của cô không thể lường trước được. Cô vào đây với cái mác là ô xin, nhưng thực ra cô vào đây để quyến rũ con trai tôi. Khi cô biết rằng cái tài sản này đã thuộc quyền sở hữu của tôi, cô đã cho tôi uống thuốc khắc đơn để cho bệnh tôi nặng lên. Nhằm dở cho gì hả? Bác ơi, sao bác lại nghĩ cháu như thế ạ? Bác đang hiểu lầm cháu đấy ạ. Cô đừng tưởng tôi không biết nhá. Tôi chỉ bị bệnh khó đi lại thôi, nhưng mắt tôi không mù. Em sao rồi em? Anh ạ, anh cứ yên tâm, tình hình của bác đang càng ngày càng tốt lên rồi. À, hôm nay cho bác uống thuốc hộ em nhá. Cũng muộn rồi, em xin phép về trước ạ. Anh cảm ơn nhá. Không sao, dù sao cũng là bổn phận của em mà. Em về được rồi. Em chào anh ạ. Là bà đã biết hết rồi à? Mọi chuyện đến mức rõ ràng như thế này mà mặt cô vẫn trơ ra được như thế à? Cô hết lần này lần khác phá hoại tình cảm của mẹ con tôi, phá hoại tình cảm vợ chồng tôi. Cô nghĩ cướp chồng người khác là dễ như thế á? Cô có dám hãm hại mẹ tôi nữa, cô không xong với tôi đâu. Đi lên phường. Kệ cô ta đi anh. Anh cứ ra cho công an họ giải quyết. Dù sao thì mình vẫn còn giấy tờ, hồ sơ và thông tin của cô ta mà. Cũng là vợ anh suy nghĩ chu đáo. Nhưng mà sao mẹ lại... Chuyện này cũng một phần là do lỗi tại mẹ. Sao lại do mẹ? Thực ra thì bệnh của mẹ không nặng đến mức ấy, nhưng mẹ đã làm quá lên. Vì mẹ muốn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của các con. Mẹ và Linh đã nghĩ ra trò này để cho bạn con lộ rõ nguyên hình đấy. Mẹ à, đây không phải là lỗi của mẹ. Chuyện này không ai mong muốn cả. Cũng là tại con dạo gần đây ham mê công việc quá, mà con quên mất là gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Lỗi là tại con. Tại con lơ là, thiếu cảnh giác, cứ nghĩ là người thân quen thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà anh có biết là ai đứng sau cô ta không? Là bạn thân anh đấy. Anh đừng có mà tin người quá. Cái gì cơ? Bạn thân anh á? Đúng đấy. Hôn nhân của các con suýt đổ vỡ chỉ vì một người bạn thân. Nhưng bây giờ các con đã hiểu rồi thì là tốt. Hai đứa phải yêu thương nhau nhá. Mà này, mau sinh cho mẹ một đứa cháu. Mẹ sẽ khỏi bệnh liền để còn bế cháu nữa chứ.